Aloha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vicky Nguyên Channel. Hôm nay Vicky đi đâu mà mặc đồ đẹp quá ta? Không biết các bạn nhìn outfit hôm nay của mình, các bạn có đoán được là Vicky đi đâu không ta? Ok, không để các bạn đoán già đoán non nữa, chúng ta cùng vào vlog luôn nhé. Vẫn như mọi ngày, trời nắng rất là đẹp và Vicky thật sự rất là yêu Hawaii các bạn ơi. Ten, các bạn đã thấy gì chưa? Đây là một chiếc thuyền buồm của công ty du lịch Mai Tai. Bây giờ tụi mình sẽ check in trước khi lên thuyền nha. Vicky không biết gọi cái này là cái thuyền gì nữa, nhưng mà Vicky thấy nó có buồm nên Vicky gọi là thuyền buồm. Và nếu các bạn muốn biết thêm chi tiết về cái tour đi thuyền buồm này thì các bạn có thể lên website của công ty Mai Tai để xem thêm nha. Trước khi lên thuyền thì chúng ta phải cởi dép ra nè, nên các bạn nhớ mang thêm một cái bao để mà đựng dép của mình nha. Sau đó thì hướng dẫn viên sẽ hỏi các bạn xem là có muốn chụp hình làm kỷ niệm trước khi lên thuyền không. Cái này các bạn muốn hay không muốn là tùy các bạn nha, bởi vì hình này là có tính phí. Thằng kia nó đi giống con cua. It's crab walk. Ok, bây giờ chúng ta lên thuyền thôi nào. Vicky đã không còn chờ đợi được nữa rồi các bạn ơi. Khi mà lên thuyền thì các bạn muốn ngồi chỗ nào cũng được. Vicky cũng không biết là mình nên ngồi chỗ nào đây ta. Cái ghế này có mấy cái lỗ rất là đặc biệt. Vicky cứ tưởng mấy cái lỗ này để mình ngồi cho nó mát lưng chứ, nhưng mà không phải các bạn ơi. Đây là những cái lỗ để chúng ta có thể bỏ túi vào trong đó đó. Bởi vì khi mà thuyền chạy thì nó sẽ lắc lư rất là nhiều và túi của mình sẽ dễ rớt xuống biển, nên các bạn phải bỏ túi vào trong hộc nha. Theo như Vicky quan sát thì một tour như vậy người ta sẽ chở khoảng 15 khách. Vicky đang rất là háo hức, không thể nào ngồi yên một chỗ được các bạn ơi. Các bạn biết không, chắc phải 4 năm rồi Vicky mới được đi thuyền lại đó. Nên là bây giờ tâm trạng của mình rất là vui và hào hứng. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi thì tàu bắt đầu rời bến. Các bạn biết không, khi mà tàu rời bến đó, Vicky bắt gặp một cái lớp học này. Đây là lớp học dạy lướt ván, nhìn rất là hay ho. Vicky đang có suy nghĩ, chắc là mình sẽ mua một tấm ván để mà học lướt mới được. Ôi, chúng ta không nên lạc đề nữa. Vicky mời các bạn quay trở lại chuyến đi ngày hôm nay nha. Anh hướng dẫn viên đang giới thiệu về tour ngày hôm nay cũng như là giới thiệu về các thức uống có bán trên thuyền nè. Theo như ảnh nói thì cocktail sẽ là 5 đô cho một ly và bia là 3 đô cho một chai. Vicky thấy giá như vậy cũng rất là ok và các bạn cũng rất là nên thử nha. Our Mai Tai is the most freshening cocktail. We make it ourselves with Anabe Gold Rum, pineapple juice, orange juice, fresh squeezed lime. And then for $3 we have Bud Light Beer. Also we have Coke, Diet Coke, Sprite, Ginger Ale, pineapple. Gió đã lên rồi các bạn ơi, bây giờ các hướng dẫn viên sẽ giăng buồm lên. Wow, đây là lần đầu tiên mà Vicky được nhìn thấy cái cảnh mà giăng buồm lên đó các bạn. Vicky đang ngồi tưởng tượng nếu mà một ngày mà cổ giăng khoảng 10 lần như vậy, chắc là lên chuột luôn, khỏi cần phải đi tập gym luôn á các bạn. Ngưỡng mộ thiệt chứ. Các bạn có thấy cái lá cờ này lạ lạ không? Cho Vicky giới thiệu một chút xíu. Tuy Hawaii là một tiểu bang của nước Mỹ, nhưng các đảo ở đây vẫn có lá cờ riêng của Hawaii. Bởi vậy khi mà đến Hawaii, các bạn sẽ thấy đa số các nhà họ sẽ treo hai lá cờ, vừa lá cờ Mỹ và vừa lá cờ Hawaii đó. Còn đây là cờ của ai thì cầm về giùm một cái. Chỗ người ta đang quay phim mà. Anh đẹp trai này kỳ ghê. Các bạn nhìn vậy thôi chứ sóng rất là lớn luôn. Vicky ngồi trên thuyền mà mình cứ bị dập lên dập xuống, có cảm giác giống như là mình đang chơi thú nhúng vậy đó.
Trong lúc mà đang ngồi quằn quại vì bị say sóng thì tôi đã bị chiếm spotlight các bạn ạ. Đó, như các bạn đã thấy. Vicky đã quay trở lại rồi đây. Các bạn có thấy ai không? Một nàng thơ đang đứng hóng gió trên thuyền, rất là lãng mạn. Nhưng thực tế thì mình khuyên thật lòng các bạn nào tóc dài thì nên buộc tóc lên nha. Theo như anh hướng dẫn viên nói, khi mà đi thuyền này chúng ta sẽ bắt gặp cá heo cũng như là rùa biển. Tụi mình nghe như vậy rất là háo hức luôn. Vicky trông chờ quá chừng, Vicky nhìn biển không rời mắt luôn, nhưng mà không thấy một con cá heo, không thấy một con rùa nào hết các bạn ơi. Chắc có lẽ là do mình đi không có đúng mùa của nó hay sao á. Còn chán quá, Vicky đâu biết làm gì. Đó, rồi đâu có ai mượn ngồi nựng con của anh ta. Thằng nhỏ nó đã né né rồi mà cũng ráng nựng. Đó, rồi ba nó tới, rồi đâu dám nựng nữa. Giả bộ cười cười cho đỡ quê. Hy vọng là khi các bạn đi sẽ may mắn hơn, Vicky sẽ được gặp cá heo, sẽ được gặp rùa nha. Chứ không thì sẽ ngồi ở không giống Vicky cũng hơi buồn đó. Wow, mới đó mà 90 phút đã trôi qua lẹ thiệt. Bây giờ tụi mình đang trên đường quay trở lại cảng nè. Ở đằng xa xa Vicky cũng thấy những cái thuyền buồm của các công ty du lịch khác nè. Ý, rồi Vicky phát hiện có nhóm người này tự nhiên họ lại ngừng ở giữa biển. Hỏi ra thì mới biết cái thuyền này nó đang ngừng để cho khách du lịch có thể bơi ở đó cùng với những chú rùa biển đó các bạn. Wow. Các bạn biết không, khi mà nhìn cái cảnh này làm Vicky liên tưởng tới truyện tranh Vua Hải Tặc. Không biết là có bạn nào thấy giống Vicky không ta? À, để Vicky giới thiệu với các bạn một chút xíu về cách chào của người Hawaii nha. Khi mà họ giơ tay như vậy, tức có nghĩa là Aloha, là xin chào đó các bạn. Ở phía xa xa các bạn có thấy cái núi đó không? Đó chính là miệng của núi lửa Diamond Head. Và các bạn đừng lo nha, bởi vì nó đã ngưng hoạt động từ rất lâu rồi. Và Diamond Head cũng là một địa điểm hiking mà các bạn không thể nào bỏ qua khi mà đến đảo Oahu của Hawaii nha. Các bạn biết không, sau chuyến đi này thì Vicky mới nhận ra là Hawaii đúng là đảo thiên đường các bạn ơi. Ngày nào cũng có nắng đẹp và biển rất là trong xanh. Thuyền cập bến rồi các bạn ơi. Đã đến lúc chúng ta phải chia tay nhau rồi. Vicky hy vọng là các bạn sẽ thích cái chuyến đi ngày hôm nay cùng với Vicky trên màn ảnh nhỏ. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Vicky để chúng ta có thể cùng nhau đồng hành đến những địa điểm tiếp theo nhé. Bye bye, stay awesome.